Chào mọi người. Sáng hôm nay mình thức dậy rất là sớm. Hôm nay mình phải đi học lái xe máy. Thì ở bên này á, ở bên UK nè, Vương quốc Anh này nè, thì mình học mà mình đã có bằng lái ô tô rồi. Có bằng lái ô tô rồi thì bây giờ mình muốn chạy xe máy thì mình phải tham gia một cái lớp gọi là CBT. Cái lớp là cái lớp đào tạo cho những người muốn chạy xe máy. Muốn chạy xe máy thì mình học cái lớp đó mất khoảng 6 tiếng. 6 tiếng một ngày, học một ngày là người ta cấp bằng luôn. Khi mà tham gia cái lớp CBT này thì phải người ta yêu cầu mình là phải đây, quần áo là phải mặc những này che kín hết cơ thể, và yêu cầu bắt buộc là phải quần jean show luôn, ở quần jean, và giày thì phải mang giày boots, giày boots cái loại mà ở Việt Nam mình gọi là giày boots, là che được mắt cá chân, cái cổ giày nó phải cao che được mắt cá chân. À, mình phải mang găng tay khi mà chạy xe, rồi nếu mà có kính thì mang kính. Một khóa học như vậy vào ngày cuối tuần, giống như hôm nay là chủ nhật, ngày cuối tuần thì nó sẽ có khoảng là 180 bảng cho một ngày, còn một bảng thì bằng 30.000 Việt Nam theo cái tỷ giá hiện tại, còn vào ngày bình thường thì giá khoảng 150. Chỉ chút nữa mình lên đường mình đi, mình sẽ review cho mọi người xem cái đường đi, rồi cái buổi học, nếu được quay mình sẽ quay buổi học. Ok, bây giờ mình bắt đầu lên đường đi. Thì đi từ đây cho đến điểm học thực hành lái xe máy là mất 15,7 mai. 16:47 mình sẽ đến. Trời lúc này là 6 giờ 4 phút sáng, còn rất là tối. Mùa đông thì trời còn rất là tối lắm. Hy vọng hôm nay sẽ được quay cái buổi học để review cho mọi người xem, biết được cái cách người ta đào tạo, người ta dạy bên này. Now turn left and then right. Tới tuyến đường này thì tuyến đường lúc nãy là chạy được 40, tuyến đường này thì chạy được 50 thì tương đương với lại 80 cây số giờ ở Việt Nam. Thì cái này cũng là trong nội ô của Ninh Thanh. Đường họ làm, cơ sở hạ tầng họ làm rất là tốt. Và ở đây thì ở cái đường, những cái đường này thì những cái đường chạy tốc độ cao này thì mình muốn chạy chậm cũng được, mình muốn chạy chậm thì người ta ở lần sau người ta vẫn bóp còi hối mình chạy nhanh. Nên ví dụ như là chạy bao nhiêu là vừa, mình không muốn chạy theo tốc độ quy định là 50 mai trên giờ, thì mình phải chạy bao nhiêu là vừa, không gây nguy hiểm cho người khác mà họ cũng không có hối thúc mình, thì mình tối thiểu mình phải chạy 46 mai trên giờ đó. Mình chạy hiện tại, bây giờ mình đang chạy 47 mai trên giờ, thì có cái xe ở đằng sau, ngay đằng sau mình nè, cái xe Discover, không biết Land Rover gì, nó chạy ngay đằng sau, nó vượt lên đó.
thì mình chạy chậm thì họ sẽ vượt lên bình thường thôi. Đúng ra mình chạy như thế này là mình phải chạy cái làn trong cùng, giống như cái xe trước mặt họ vừa mới lấy vào. Và nói chung là cái cách đi với quy luật và quy tắc đi ở ở đây, họ quy định giao thông ở đây họ quy định rất là dễ hiểu, rất là đơn giản và rất là thông minh. Mình vừa mới ở trong trung tâm đào tạo lái xe CVT ra, nhưng mà hôm nay mình lại không được tham dự cái khóa học đó của họ, tại vì họ bảo là mình thiếu cái license, tại vì cái license của mình thì mình lại gửi lên cho DVLA. Ở đây người ta gọi là DVLA, giống như là bộ giao thông của mình vậy đó. Gửi lên để đổi cái bằng, thì mình có cái photo cũ và một cái chứng nhận mà của DVLA họ họ báo là mình có gửi lên để đổi, nhưng mà họ vẫn không đồng ý. Họ nói là họ chỉ làm việc khi nào mà mình có cái mình cầm trên tay mình cái license bản vật lý thì họ mới chấp nhận đào tạo, còn không mà bây giờ họ không chấp nhận thì thôi, không sao, giờ cũng phải về để đợi thôi chứ không còn cách nào khác. Đó là cái yêu cầu của họ thì thôi đi về, mình đợi có thể là vài tuần, có thể là 6 tuần 8 tuần gì đó rồi mình sẽ quay lại mình học. Sáng sớm đi nhiệt tình nhưng mà lại không được may mắn lắm, hơi buồn chút. Thôi bây giờ mình lên đường mình về, mình sẽ show cho mọi người xem cái đường về nhà mình. In a quarter mile, leave the roundabout at the second exit. Có thể là bây giờ mình sẽ nói qua những cái gì có trên đường về cách đi đường ở đây, hoặc là những cái biển báo hiệu, hay là đại loại là những cái gì có trên đường. Mình sẽ nói để cho mọi người biết một tí về cái giao thông ở Vương quốc Anh. Ngày xưa nhà mình cũng ở trên cái đoạn này á, đoạn này gọi là Enfield, Enfield là cánh đồng. Ngày xưa mình cũng ở Leave trên at the đoạn này. second exit. Đây là mình vào một cái rau và bao, họ gọi là giống cái bùng binh á. Cái vùng binh á thì Now leave the roundabout. ở giao thông ở Vương quốc Anh ở đây đi á, thì khi mà mình vào vùng binh thì mình sẽ phải dừng lại để mình nhường cho xe từ bên phải đến. Xe bên phải là có quyền ưu tiên, xe từ bên phải chạy đến là có quyền ưu tiên. Thì mình phải bắt buộc phải nhường nhường cho xe cái xe từ bên phải đến. Bây giờ là 7 giờ sáng. 7 giờ sáng ở đây. 7 giờ sáng mùa đông nó vẫn tối như là 5 giờ. Xe ở Vương quốc Anh thì quyền ưu tiên là xe bên phải. Mình vào bùng binh ra vào bao bắt buộc mình phải nhường đường cho xe bên phải.
khi nào mà hết xe rồi á, mình thấy hết xe rồi thì mình mới được ra. Thực sự giao thông ở đây thì họ họ làm cũng rất là bài bản, họ làm cũng rất là rõ ràng, cực kỳ rõ ràng. Như các bạn thấy, một cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ thôi, nhưng mà có đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 cái trụ đèn để dành cho một cái ngã tư. Cái này lại là một cái khu vực đèn khác. Một cái khu vực đèn này chỉ dành cho người đi bộ, lúc nãy mình vừa mới đi qua, dành cho người đi bộ thì họ có 3 tới 4 đèn. Đây là vào cái con đường chạy 50 mai trên giờ. Đây là mình đang đi cái làn đường đi về Tottenham và Edmonton. Là motorway á, là đường cũng là một ký hiệu của đường cao tốc. Đường này thì chạy 50. Ở Vương quốc Anh này thì cái mà họ có nhiều nhất đó, đó là camera giám sát. Xin chào các bạn, mình đã về tới nhà rồi đây. Và bây giờ đi vào trong bếp. Mio, high five. Yeah. 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 Good morning, con. Anh hai, say hello. Hello. Hello everyone. Hello everyone. Đây là anh hai, anh con lớn. Đây là đồng chí vợ. Rồi bây giờ sẽ đi ra, sẽ ra ngoài vườn tí xíu. Em ơi, mở mở giùm cửa. Rồi cảm ơn vợ. Rồi để cái máy hút bụi ở ngoài đây. Vừa mới đi đi học về nhưng mà mình lại không học được, không được học thì thôi, để đi về khi nào đợi bằng về thì mình học thôi. Đây là bây giờ là buổi sáng rồi, bây giờ là không biết là mấy giờ rồi. Bây giờ là 8:15 sáng. Nãy đi ngoài đường còn tối ơi tối. Để cái vườn nhà mình, cái này là bụi hồng á, mấy cái này cái bụi hồng á, ngày tới mùa xuân á, tới mùa xuân là nó sẽ nở bông rất là đẹp, đẹp lắm. Đây là bụi hồng, đây cũng là một cây hồng nè, đây cây hồng này. Đây cũng lại cây hồng nữa nè, đây cũng là một bụi hồng nữa nè. Mùa xuân nở hoa đẹp lắm. Còn cái cây này không biết là cây gì nữa, nhưng mà lúc trước mình về đây đã có rồi. Thì cái cây này mùa xuân nó cũng nở hoa cũng đẹp. Còn riêng cây này thì mùa xuân với mùa hè nở lá ra rồi nở bông. Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Video. Xin đừng quên subscribe kênh cho gia đình của Romeo nha. Bye bye. Bye đi con. Bye.